Hello tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Và trong việc clip ngày hôm nay, mình sẽ summon Aria, một hero mới vừa ra mắt trong Epic 7 Pháp Sư hệ Ice. Và hy vọng là kỳ này vẫn vẫn hút lực như mấy kỳ trước. Hy vọng là không cạn lực. Sau hai đợt Jaco với lại Ayato xong thì thôi thì bây giờ vô chủ đề chính luôn. Ôi rồi ôi, thật là đáng sợ. Chưa gì hết. Ồ này, cái đầu không gì hết. Skip nha. Skip cho nó nhanh. Yo, skip. Skip, skip, skip. Rồi không có gì hết thiệt. Lại. Skip. 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 Thôi để nó đi. Ừ. Rin. Lại không gì hết. 20 lần đúng không? Tiếp. 133 là được thêm hai mấy lần nữa. Skip. Trời đất. Trời đất ơi. I do not regret any choice I made for the sake of my kind. Okay. Me too. Me too. Ôi, 30 lần. Hình như chưa tới 30 nữa. Wow, wow, wow. Không thể tin được luôn á. Năm nay là năm hoàng đạo đúng không? Bây giờ đang là tháng 4, chắc là tháng hoàng đạo. Không, nó hên từ tháng trước cho tới bây giờ luôn mà. Chắc cô lẽ ra khi nào ta? Hình như tháng 3 á. Nói chung là mùa hoàng đạo. Không thể tin được. Và sao sinh mệnh tiếp không ta? Trời ơi, một cái clip sinh mệnh ngắn gọn luôn á. Bao ngắn gọn. Chắc sinh mệnh cho nó xuống 50 đi ha. Còn lẻ mấy cục mà. Ừ, sinh mệnh từng cái thôi. Cho nó xuống 50. 73 rồi. 65 nè. 60 nè. 55 nè. Cái cuối cùng 50 nè. Ơi, này xâm để ô quà. Ô quà. Bên trái. Bên trái. Wow. Ok game. Ok game. Để coi kênh đi. Guild hả? No no no. Kênh 23 các bạn. Bây giờ đang là 11:44 tối ngày 7 tháng 4. Hy vọng là không có giật đồ của bạn nào cả. Ôi trời ơi. Rồi, mình cũng xin kết thúc video này tại đây. Và chúc các bạn may mắn giống như mình ha. Những bạn nào mà những kỳ trước thiếu luck á, thì hy vọng là clip này sẽ giúp cho các bạn có được thêm nhiều luck ở đây. Truyền luck. Rồi, còn bây giờ thì mình xin kết thúc video này tại đây. Chúc các bạn may mắn summon được Aria cùng với artifact ha. Hẹn gặp lại trong các bạn. Trời ơi, nói không được luôn á. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip kỳ sau. Tạm biệt các bạn, bye.